Gì cơ? Cà rốt mà vẽ tranh đẹp hơn Lizzy á? Vậy thì hôm nay các bạn hãy làm giám khảo để vote cho người nào vẽ tranh đẹp hơn. Cà rốt dùng 1 giây, còn Lizzy dùng hẳn 5 giây. Nhúng mỗi sợi vào một màu rồi đặt lên một tờ giấy. Dùng một que kéo xuống. Wow! Một thác nước 7 sắc cầu vồng đẹp chứ các bạn ơi. Màu con lên vote cho Lizzy nha. Cáo không khuất phục đâu. Chị dùng dây vui quần áo, còn em sẽ dùng cái đồng hạt quần này nha. Cáo sẽ vẽ hình con chim chỉ bằng sợi dây này, các bạn có tin không? Đầu tiên, đổ màu lên giấy. Dùng sợi dây kéo ở hai đầu sao cho thật đều tay. Thêm cái đuôi nữa nè. Tèn tèn, một chú chim màu xanh quá ư là đẹp. Các bạn hãy comment vote cho cà rốt nha. Dây quấn, dây áo, Lizzy cà rốt. Đối với chị những thứ này là rác, nhưng đối với em những thứ này hoàn toàn có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật đấy. Mà chị làm sao mà hiểu được, chỉ có cà rốt mới làm được thôi. Em tưởng chỉ mình em biết vẽ à? Vậy thì Lizzy sẽ dùng luôn mảnh ni lông xốp khí này để vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật cho cà rốt lát mắt. Đầu tiên Lizzy sẽ vẽ thân cây, tiếp theo Lizzy dùng mảnh xốp ni lông này chấm vào màu vẽ rồi in lên giấy để tạo thành một cây hoa anh đào vô cùng rực rỡ. Dùng nhiều màu hồng với sắc độ khác nhau để thêm phần sinh động nè. Nhìn cây hoa anh đào này làm Lizzy nhớ Nhật Bản quá đi. Hoàn thành rồi, các bạn thấy có đẹp không? Hãy comment đi cho Lizzy vote cho hoa anh đào này nha. Cáo không thể kém cạnh được. Chị Lizzy á, chỉ vẽ được có một cây thôi. Còn cáo sẽ dùng luôn chiếc túi ni lông này để vẽ lên cả một vườn hoa nhá. Cáo sẽ thổi khí vào túi ni lông cho túi căng lên. Vết màu lên túi và chấm lên giấy để tạo thành hình bông hoa cúc. Vẽ thêm nhụy hoa nữa nè. Ta da, xong rồi. Nếu thấy vườn hoa cúc của cá rốt đẹp thì các cậu hãy comment vote cho mình nha. Hai cái đứa này lại bay vườn ra nhà rồi, út mặt vào tường bao. Mẹ mới mua cho chị bộ cọ vẽ này đấy, nhưng mẹ bảo không có phần cho cà rốt đâu. Em biết là sao rồi, không cần bộ cọ em vẫn vẽ được. Vậy thách cà rốt không cần dùng cọ mà vẫn vẽ được một bức tranh đấy. Không thể để chị Lizzy hả hê được. Bước 1, nhúng sợi dây vào màu vẽ. Các cậu lưu ý nên dùng loại dây không co giãn và màu vẽ đừng bị đặc quá nhá. Bước 2, định hình sợi dây lên giấy. Bước 3, đặt một tờ giấy, đè một quyển vở lên và rút sợi dây một cách dứt khoát. Vậy là chúng ta đã có một bức tranh hình bông hoa rồi này. Thế nào, chị đã tâm phục khẩu phục chưa? Đứa nào cắn dây quần áo của mẹ? Mẹ ơi, chính cà rốt làm đi ạ. Con cầm sẵn cái chổi cho mẹ rồi đấy ạ. Nhưng mà chị Lizzy không có con dây dùng bộ cọ mẹ. Bộ cọ này mẹ mua để hai đứa dùng chung. Lizzy, sao lại mẹ đi? Không phải con cọ. Xin chào, tôi là mì tôm xoăn nghịch ngợm. Còn tôi là mì thẳng yêu kiệu. Thi đấu nha. Ở cùng một độ dài thì bạn mì xoăn đã chui lọt được vào bao, còn bạn mì thẳng đánh ngấp ngụi ở ngoài. Leo leo. Một khi chui xoăn, mì xoăn tận dụng không gian tốt hơn. Các bạn biết không, ruột người cũng uốn lượn như là những sợi mì tôm xoăn này vậy. Và nếu trải thẳng ra thì ruột người sẽ dài đến 7,5 mét đó. Tiếp đến là thể lực, mì xoăn chịu được một cú va chạm mà không vỡ, còn mì thẳng thì sao? À, đông quá, sắp gãy ư? Nhưng không, mì thẳng vẫn toàn vẹn, một đều ngang tay ngang khớp. Cần thi bơi lội, mì xoăn có nhiều lỗ khí tiếp xúc với nước nhiều hơn để nhanh chín hơn. Mì thẳng thì mãi mới ướt một nửa người, rất lâu sau mới chín. Hai một cho mì xoăn dễ được vớt hơn do cấu tạo xoăn dễ bám vào dĩa, ăn được dễ dàng và nhiều hơn. Mì thẳng trơn quá, khó vớt, ăn khó hơn. Còn các bạn thích mì xoăn hay mì thẳng hơn, hãy follow Lizzy và comment cho Lizzy đấy nha. Tất cả là món canh của tôi rồi. Dây. Cậu là đối thủ, nhưng một người trượng nghĩa như Lizzy không thể nào thầy chết mà không cứu. Tớ sẽ giúp cậu vẽ tranh bằng cuộn giấy ướt này. Bước 1, ướp giấy hết nước rồi cho vào bát. Bước 2, trộn đều giấy với keo sữa và màu. Bước 3, dùng chì phác thảo lên giấy và đắp màu giấy lên là xong rồi. Vậy là mình đã có một bức tranh từ giấy vệ sinh rồi này. Xong rồi, tớ phải kéo lại tranh chứ không cô phát hiện mất. Khoan đã, bức tranh cậu viết bị sai chính tả rồi kìa. Phải là sunflower, thêm chữ O. Sao cậu biết chữ đó sai? Lizzy đã chăm chỉ học với bộ liêu liêu chinh phục tiếng Anh với cách học nhận diện chữ cực thú vị. Mình nghe hiểu liền, sunflower là hoa hướng dương. Nhân dịp cuối năm học, khi đặt mua tại liêuleo.edu.vn còn được tặng kèm cả máy chơi game top ít cực vui nữa đây. Bức tranh này ai viết tiếng Anh mà chuẩn thế? Em cô em viết hết đó ạ. Bức tranh này lúc đầu viết sai chính tả, bây giờ lại đúng. Em là người làm hỏng bức tranh của cô và không hỏi giúp đâu.